tận thế lây nhiễm để nhất đội quân với sát phạt quyết đoán gây không hệ thống, toàn cầu hỗn loạn, càng nhiều càng tốt, tận thế hàng lâm, vô số người bị lây nhiễm xuất hiện, tiên nhân đột nhiên hiện thế cho rằng là cứu rỗi, không nghĩ tới lại là đè sập trật tự cuối cùng một cộng rơm trạ. Tập kết 12 thanh thần khí có thể phi thăng thành tiên, đắc đạo vĩnh sinh. Chương 1 Tận thế buông xuống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Thức tỉnh Sông thần khí 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Thức tỉnh Sông thần khí 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Thức tỉnh Sông thần khí 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Thiên Phú Lôi Phạt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Cường Cường Liên Thủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Phong vân người sống sót Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Nhân tính bản ác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Công khai ghi giá Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Hí kịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.